mình nói ra mình phải nói những điều gì cho nó tốt đi, đừng có nói cho nó mà một cái gì để nó ấn tượng nhau hay là cái gì á. Theo 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 chị, em theo chị là bây giờ em không nên nói nữa hay sao? Không phải không nên nói là gì, đâu phải không cho chú nói, nhưng mà chú thấy những cái gì mà nó đã về cái đường nó giả dối như xã hội, hay là một điều, hay là làm những cái điều gì mà để mất đi cái tình nghĩa một cái đất nước của mình đó, thì mình đã có một thời gian. Còn nó nói về Phật pháp nó còn quá nhỏ Cưng ơi. Chị Phiên Cưng đó, không có anh nên giận ngờn mình để nói gì này nhỏ khi, rồi nhiều khi một cái sự việc tội lỗi của mình để gây ra một cái về cái đạo pháp phải không. Chị cũng nghe là chị Phiên Cưng là bất cứ ai nói trên cái mạng này nè, chị nghe là chị nói vậy thôi. Như theo chị là chị nhìn nhận bé Tường Lam như thế nào? Không có thế nào, nhưng mà chị nghe coi đồng mạng thôi. Chứ chị đâu có bà con ruột thịt gì họ đâu. Không, em hỏi là chị nhận xét như thế nào về cái bé Tường Lam? Không, bé Tường Lam thì nó chỉ ăn chay và cầu nguyện với trời Phật rồi khuyên người đời để mà làm những điều thiện thôi, chứ nó cũng chưa có là mà cái gia đình nó được làm về cái vấn đề mà xúc phạm về cái đạo đức cái con người, hay là về cái nhân phẩm mà tham lam về vật chất của xã hội, hay là cái gì, hay làm tiền gì đó, thì mình cũng nên hạn chế lại những cái điều gì mà để cho nó về cái ý chị muốn nói là cái về cái đạo pháp của mình á, nó mất đi cái nguồn giống cái đạo Phật của mình. Mình muốn nói vậy thôi. Chung là bây giờ theo ý chị thế này là chị sợ em nói lên là cái đạo Phật của mình nó mất đi cái nguồn gốc đúng không? Cái nguồn gốc đạo Phật là lấy từ đâu chị? Lấy từ bé Tường Lam hay lấy từ Phật Tổ? Hả? Cái nguồn gốc đạo Phật là lấy từ bé Tường Lam hay lấy từ Phật Tổ? Bé Tường Lam thôi chứ bé Phật Tổ gì ở đâu, nó mới lớn mà nó ở đâu Phật Tổ được. Ủa thì bây giờ bé nó lên nó có những cái gọi là nó dị đoan mê tín đó, em nói những người đứng sau bé thôi chứ em có nói bé đâu mà sợ mất đi cái nguồn gốc của đạo Phật. Đâu có mê tín dị đoan gì, phải nên lên bóng lên đồng gì thì mình không tin. Còn nó nói về từ tổ nhỏ mà nó trong bụng mẹ ra mà mới biết ăn chay trường, mà nó phiên người đời để mà làm tốt làm thiện thôi. Chung là cái chỗ ăn chay đó là chị đã xem mấy clip em công chiếu chưa? Hả? Chị xem mấy clip em công chiếu chưa? Chị thấy nó bé ăn chay có lạ hơn mấy đứa trẻ khác không? Nghe không rõ nói lại cho tôi. Chị có xác minh là bé có ăn chay trường hay không? Cái máy này muốn nay nói chuyện nghe không được, cái máy nói lại nghe không được. Thôi chị lấy máy khác chị điện lại cho em đi ha. Ý chị muốn nói là giờ có bé Tường Lam này nè, từ nhỏ nó ăn chay rồi thì nó cũng khuyên người đời để mà học về Phật pháp với ăn ở hiền lành thôi, chứ đâu có cái gì mà để mà mình phải cho nó là không đúng. Chị có tin là thằng Tài Thổ Địa biết nói chuyện không? Chuyện đó nó nói thì cần để thằng Tài thì trong đầu nó nói là có anh ta nói thì đó mới nói thôi, có bà trên nói thì nó mới nói thôi. Chung là chị vẫn nghĩ là có bờ trên mà dựa vô bé đó, đúng không ạ? Thì có người xuất mặt á, như là Tần Địa Tần Tài nói chuyện với nó làm vậy thôi, chứ có mà sao hay ta, người đã khuất mặt sao mà nhìn thấy được ta hả?
Ngược khúc mặt sao nhìn thấy được? Thiên ta thiên nhãn á chị. Trời ơi, chị thấy rồi, chị coi từ đầu tới cuối là nó cũng là viên với niệm Phật đàng ngày, rồi nó tu niệm thôi, ăn chay niệm Phật thôi, chứ đâu có như nói những câu tầm bậy gì đâu cưng ơi. Chứ từ trước giờ không có bé Tường Lam là chị có biết làm phước làm thiện không? Biết chứ. Biết thì bây giờ có bé Tường Lam thì cũng như nhau hay khác gì đâu. Là chị dư thừa làm phước làm lành lắm cưng. Thế thì tại sao từ trước giờ chị không lan tỏa cái tư tưởng đó cho mọi người cùng biết? Cái đạo đức chị có dư thừa lắm cưng ơi. Thì đó, cho nên là không có Tường Lam hay có Tường Lam với chị cũng không có gì thay đổi đúng không? Ừ. Thế tại sao mà bây giờ cái như là một con bé mà đang bị những người lớn lợi dụng đó để đưa lên những cái vấn đề ma mị mà sao chị là bảo vệ con bé, là sao bảo vệ những người đứng sau bé là sao? Bảo vệ nó là người đúng. Con bé là nó là một nạn nhân, chị có hiểu điều này không? Nó nạn nhân gì? Nó bé lớn nó nạn nhân gì? Nó nạn nhân của những người đứng sau đó. Không có người nào sau lưng nó hết trơn á. Chị có xem những cái clip của em chia sẻ chưa? Nó chỉ là người 4 tuổi thôi. Nó chỉ phiên người đời. Rồi nó phiên về Phật Pháp. Rồi nó là ăn chay và niệm Phật. Nó là mới có 4 tuổi nó được cứ làm được, đứng những cái được tài chuyện tài trời đâu mà phải. Nó là tầm bậy. Thế riêng cái số tuổi là chị đã nghe lại rõ là bé 4 tuổi chưa? Ý em hỏi vậy. Nó là người đã, nó là người đúng, cho nó người đúng. Chứ không phải cho người đúng. Không phải cho người đúng, có nghĩa rằng em hỏi chị nè. Chị đã khẳng định là bé 4 tuổi là chị đã xác minh kỹ chưa? Chị nghe trên mạng nói là 4 tuổi, nhưng mà nó là giờ năm nay cho nó 6 tuổi đi. Cho nó 6 tuổi đi. Nó làm được những cái điện về đất nước, hay là nó phá hoại về kinh tế đất nước, hay là làm những chuyện chính trị, cái đó mình mới đáng sợ. Cái này chị có hiểu là cái như là những ngày vừa qua mà từ lúc mà mẹ bé Tường Lam lên nói đó. Mình mà chất vấn mà mấy đứa nít mà mới lên 5 lên 6 mà biết ăn chay niệm Phật là cái điều quý rồi. Chị nói rồi, chị để cho em nói chứ, chị dành gì nói hết sao? Chúng nói đi. Cái vấn đề là chị có biết là từ lúc mà con mẹ của bé Tường Lam đó, là nó lên nó bảo rằng là bé biết nói chuyện với thần tài, biết đoán vận mệnh, biết đoán cái số tuổi của người ta đó, rồi biết nói chuyện với người âm. Một câu chú đại bi, một câu chú của nó đó là phổ độ được cả ngàn người đó. Thế chị có tin những điều này là sự thật hay không? Nó đọc nhà giảng sanh cái đó là người Phước Mặt nói là cứu được cả ngàn người, thì cái đó thực tế mình chưa thấy. Nhưng mà nói lên lời nói của nó là cái điều chân quý nhất. Nếu mà cầu nguyện cho những dân dân mà những người mà linh hồn người ta đã chết quang, bây giờ chết quá chết, bị dịch chết quá chết, không thể nào xiết nổi đó. Nó cầu siêu đó là tốt. Cầu siêu là tốt đúng không? Rồi còn cái vấn đề mà đoán túi mà giả sử như bây giờ chị đang sống ngon lành đó. Người ta chết mà không có chỗ trôn nữa. Chị đang sống ngon lành là tới nó nói chị là cái như là tuổi thọ của chị, rồi chị cảm thấy hoang mang không? Thấy cái điều mà trân trọng đời bây giờ, chúng thấy không? Chết nay sống mai ầm. Từ đó giờ chết nay sống mai ầm. Mà trôn còn không kịp. Mà nó được là một cầu siêu như vậy là quá tốt rồi. Nó có cầu được không chị? Mà nó cầu là có siêu không? Còn sống mà nhà mà còn chưa cầu siêu được như nó hả? Thế em hỏi chị nè, nếu bé cầu thì có siêu thật hay không? Cái gì? Nếu bé mà nó cầu đó là có siêu được hay không? Siêu là không, không là cái đó là quyền của họ. Sao là quyền của họ? Nó không phải là người dân, tôi chỉ coi mạng thôi. Nhưng mà chị nghe mà chị không hiểu gì luôn. Linh hồn được siêu thoát là quá tốt rồi. Nhưng mà tóm lại chị nghe mà chị chẳng hiểu gì luôn á. Đúng không? Chị đang thần tượng trong cái sự mà cái như là vô minh đó, chị không hiểu. Mình mà người lớn nè, mình thấy những gì mà người ta chết đi, mình cũng đau lòng vậy.
mà nói nhỏ mà đi tới chùa tới chiền, nó biết lại Phật, nó biết ăn chay, đi tới đâu là những cái điều gì đó, nó cúi đầu nó lại, những cái xe tang nào đi ngang nó cúi đầu nó lại. Thế dạy nó. Thế cái này là chị nghe rồi. Nói là chị thấy sao? Cái này là chị nghe thấy là chị nghe nói là chị thấy. Chị nghe nói thôi. Chị nghe nói mà chị chưa chứng minh đúng không? Lên nói như vậy đó. Chị mới nghe nói thôi mà chị chưa thấy, chị chưa có chứng minh mà chị đã tin rồi là chị có cần xem lại cái hay không? Chứng minh hay không là cái đó là cái đức hạnh của mọi người. Sao là đức hạnh? Nó đang có những cái gọi nó ma mị, nó dị đoan mê tín mà đức hạnh cái chứ. Bây giờ nó không được đức hạnh à? Nó mới 6 tuổi nó nói chuyện gì không đức hạnh à? Đức hạnh chỗ nào? Mình già cái đầu nhiều khi còn xin lỗi cho mình, coi mình bắt lỗi người ta, mình xét lỗi mình, coi mình có hoàn toàn không, mình có hoàn hảo không? Ý em hỏi là đức hạnh chỗ nào? Thật là thật trong tâm đó. Phật trong tâm. Nói những lời lẽ là Phật pháp không đó. Phật trong tâm tại sao phải đi tới trước cái như là công chúng để mà những cái câu từ như nói chuyện thần tài thổ địa đâu là sao? Nói như vậy nó mới thực tế đó. Nói đi tới người đời nó nói thực tế, nó lên mạng thực tế. Rồi nó ăn chay niệm Phật, nó đi cầu siêu, nó đi lại Phật, nó lại chùa đó là nó quá tốt rồi. Chị có biết tiểu sử thần tài không? Tiểu sử thần tài tôi không biết, tôi không rành. Đó nó tôi đó. Tôi không rành, thành thử tôi thấy trên mạng là tôi biết là nó con người nó mới có 6 tuổi thôi. Nó được về Phật pháp như vậy là quá quý rồi. Rồi. Còn những người mà già đầu mà ở ngoài xã hội bây giờ nó muôn màu muôn vẻ, toàn là cướp trộm, tóc giật, gạt gẫm. Sao không đề bản cái đó? Rồi, hiểu rồi. Đi soi bói người ta. Hiểu rồi cái vấn đề thế này nè, rồi những bài chú đặt. Mình phải bắt lỗi người ta, mình phải xét lỗi mình. Những bài chú đại bi đó rồi chị có kiểm chứng hay chưa? Chú đại bi á, tôi gần biết hàng ngày nè. Thế hả? Tôi nói thiệt với chú, dư thừa những cái câu thần chú này quá rồi. Rồi chị đọc thử đoạn chú đại bi nghe coi chơi nào. Không có mê tín gì hết trơn á. Nếu mà nó có cái lỗi gì, tôi là người dân nước lã, tôi nói thiệt với chú, tôi không có bên nó. Nhưng mà cái gì đúng cho người ta đúng, mình sai cho người ta sai. Xã hội muôn màu muôn vẻ, cóp trộm, giật dọc, gạt gẫm, hàng tỷ tỷ người đó, sao không nói những cái câu nói đó. Nhưng mà ý em hỏi chị nè, chị nói là chị đã kiểm chứng bài chú đại bi được đúng không? Là bé đọc đúng toàn toàn đúng không? Tôi chưa có biết nó đã đọc được những, nó nhỏ vậy mà nó đọc được những gì là nó quá tốt rồi. Quả giả sư nó đọc sàm sàm rồi nói bài đó chú đại bi chị cũng tin hả? Sao mà không tin được? Nếu nó đọc không phải là bài chú đại bi mà nó nói chú đại bi thì chị cũng tin đúng không? Cái chuyện đó chị nói nó về mà 6 tuổi mà nó đọc về Phật pháp đó thì nó quá Phật pháp. Nhưng rồi. Em hỏi nè, em hỏi rằng cái vấn đề nó đã hỏi những người mà gian manh, xảo nguyệt, gạt gẫm, bóc giật, giết người, cướp của. Đó là chú lên mạng đó, nó thuộc hoàn hình chú đó. Cái vấn đề đó là nó ảnh hưởng cá nhân của là một số người đang là cái như gọi là nạn nhân của trong cuộc thôi. Còn cái vấn đề mà lên cộng đồng mạng tuyên truyền gì đó mà tiếng là ảnh hưởng cả một dân tộc. Một đứa trẻ mà lên 5, lên 6 mà học về Phật pháp mà đi bắt lỗi là bắt lỗi cái gì? Không bắt lỗi bé nha, mà bắt lỗi những người mà đứng sau bé bắt chỉ đạo đó. Bắt lỗi mà gian manh mà xảo nguyệt xong bắt lỗi. Chị có nghe nói nữa không? Nghe chứ. Nghe sao chị cứ rong rống lên chị cãi cùng rồi sao nghe được? Chú nói đi. Tôi đang nói mà chị nói vậy sao chị nghe? Tôi nói với chú là tôi phiền chú, tôi không nói gì chú. Tôi chỉ nói là con bé Tâm Lam đó, nó mới 6 tuổi thôi. Nó nói những cái câu nói Phật pháp về Phật pháp. Nó nói về vấn đề gì đó. Là về đạo đức, về là làm cho những người còn xa chết đó. Cô mà đọc cho linh hồn ta siêu thoát. Là cái điều đó điều quý chứ gì?
đều trân trọng chứ gì. Còn những kẻ gian manh lừa đảo lọc lừa xã hội muôn màu muôn vẻ sao không ai lên án hết trơn vậy? Rồi rồi rồi, chị nói xong chưa? Rồi đợt này tôi nói là chị có cướp lời nữa hay không? Rồi rồi, chú nói đi. Những cái vấn đề bé nói rồi chị kiểm chứng được bao nhiêu phần trăm rồi? Không kiểm chứng được bao nhiêu phần trăm, được bao nhiêu là hay bao nhiêu? Đã kiểm chứng chưa? Bớt bao nhiêu? Đã kiểm chứng chưa? Đã kiểm chứng rồi. Ví dụ kiểm chứng cái gì rồi? Ví dụ là tôi nói tới ví dụ như gì nè. Nó mà nói 4-5 tuổi mà nó biết về Phật Pháp, biết người đời, biết làm phước, biết phát gạo. Là một cái xã hội, cộng đồng trên xã hội là cũng có một cái chén cơm nghèo ăn. Rồi, cắt cái đoạn đấy, cắt đoạn đấy đi, hỏi chị từng cái nè. Thế từ trước giờ không có bé từng làm là chị không biết làm phước hả? Sao? Ai không làm phước? Chị? Tự chú nghĩ cho không ai, không có biết làm phước hết trơn á. Thì đó, có từng làm hay không có từng làm vẫn như nhau mà, có gì thay đổi bản thân chị đâu. Thì bé từng làm nó cũng là như vậy mà, nhưng mà nghe trên cộng đồng mạng á. Về Phật Pháp chị nói là bé từng làm biết cái gì về Phật Pháp nó nghe chơi. Nó 6 tuổi thôi, mà nói người này nói vậy, người kia nói người kia, người kia nói người nọ. Tại sao những kẻ gian manh không đưa lên mà xà mạng? Chị đừng có nói kiểu gian manh nào. Vấn đề mình đang nói chuyện với Tường Lam nè. Trẻ 6 tuổi mày đi hơn thua, đi tranh chấp, đi nói những câu nó khó nghe là sao? Đang nói chuyện Tường Lam, chị đừng có xía sang cái chuyện khác, chị hiểu không? Nói ra thì nói đúng trên xã hội mới ra nói ra chuyện được. Quả chê vấn đề, chị nói là Tường Lam nói về Phật Pháp. Chị ví dụ một vấn đề bé nói về Phật Pháp đúng của tôi nghe coi. Phật Pháp tôi chỉ nói nó là biết niệm Phật, nó biết cầu siêu, nó biết làm phát gạo, nó biết nói về mà về đạo Pháp, mà nói về nó vô chùa nó tu nó lại Phật là quá quý rồi, tôi nói nhiều thôi. Vậy cho trước giờ bộ cái như là không có bé Tường Lam thì không có ai biết lễ Phật hết hay sao? Không có bé Tường Lam là nó cũng có người đi đạo Phật, cũng có người lừa đảo. Còn này nó mới 6 tuổi nó làm được việc thiện là cho nó là đúng. Nó làm được việc gì thiện? Nó đi phát gạo, nó đi ăn chay. Gạo của ai? Gạo của ai? Gạo của ai? Nó làm được gì thì nó tốt nghề điều đó thôi. Gạo của ai? Gạo của mẹ nó, gạo của người ta làm phước. Mẹ nó làm thì có gạo đó phát. Chú khi dễ người ta dữ hay sao? Cái này gọi là mượn hoa dân Phật chứ mẹ nó làm có chuyện mà gạo đó phát. Bộ chú nói mình nên chú trên đời là chú giàu nhất, còn ta không có tiền. Không phải, cái này nó gọi là mượn hoa dân Phật. Nó nói một câu đó là nhiều người u mê đó, là nhảy vô đó, rồi bắt đầu là muốn phát gạo đó đổi lấy tuổi thọ đó, hiểu không? Cái chuyện đó là cái chuyện người ta làm không phải, không đúng á. Người là đang làm thì trời đang thấy chú. Mà sao mình thấy là mình không nói mà đợi trời thấy? Trời thấy. Mình thấy mà mình không nói để đợi trời thấy là sao? Trời thấy ơi. Trời đất. Mấy khi mình sống ở nhân gian nên mình thấy mình nói chứ phải đợi trời thấy là thấy cái gì? Những làm gì hai bên dây giác, có gánh giác hai bên. Làm những việc thiện thì được thiện, làm ác thì gặp ác, trồng cây gì hưởng trái nấy. Mà sao mình thấy mình thấy mình không nói ngay chỉnh đốn cho họ đi? Chỉnh đốn thì cái đó tôi nói thì tôi chỉ phiên thôi. Chứ phiên sao là phiên? Chị phiên, chị phải nghe tôi phiên lại chị chứ. Về những câu nói của bé Lam thì bé Lam nói được điều gì là tốt điều đó. Còn nó làm những chuyện gì mà không phải thì nó hưởng. Nó trồng được cây tốt, nó hưởng trái tốt. Nó trồng cây xấu thì nó hưởng trái xấu. Chú nên nhớ vậy. Người đang làm thì trời đang thấy mà. Làm gì trời đất rộng mênh mông, lý nước trời lòng lộng không lọt mấy lâm. Mà sao là chị nhìn chị thấy chị không nhắc nhở cho cháu nó đi tốt hơn mà để đợi trời nhất là sao? Gút gì sao? Nó là sao? Tôi chỉ thấy trên mạng. Tôi nói là nó 6 tuổi rồi nó nói về Phật Pháp. Nó quá trời đúng thôi. Lúc nãy chị nói 4 tuổi á, nhà nước nè. Lúc nãy chị nói 4 tuổi, giờ chị nói 6 tuổi. Trời ơi. Trang tham nè. Nó không có mà về giết người cướp của nè. Đó là điều đúng. Rồi chị nói xong chưa? Cho nói câu cuối nè.
Nói sao? Đi giết người cướp của gì đấy đó là nó ảnh hưởng cho một số người đấy là nạn nhân. Còn cái mà lên trên không gian mạng tuyên truyền những cái dị đoan mê tín là nó ảnh hưởng cả một dân tộc. Chị hiểu không? Cái chuyện mà nói về Phật pháp mà nói về mê tín hả? Tôi đi tu cái chuyện gì mê tín là có, còn cái chuyện không mê tín là không mê Tôi tín. đang nói về khía Nó cạnh là con đang mê tín dị đoan, chị làm hiểu gì mê không? tín? Nó con nít 6 tuổi làm gì được cái danh dự gì mà được mê tín? Chị có hiểu là cái vấn đề mà lên gọi nói chuyện thần tài thổ địa rồi nói chuyện người âm rồi cái như Nói chuyện mê là thần đổi tài lá thổ tuổi địa thọ bằng cho một mẹ ngàn con cái nghe cái gạo. là mất uy tín đấy hả? Sao? Trời ơi, mới vừa thấy trên đời này tôi nói thiệt cho còn những người hiểu biết đó, nói sơ ngang là ta biết rồi, còn con người mà nói chuyện mà sâu sắc mà không hiểu đó là con người ngu. Là cuối cùng là ai ngu, chị ngu là ai ngu?